Thưa quý vị, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đưa các ứng dụng số đến gần hơn và phổ biến hơn với người dân. Hiện nay, mô hình khu dân cư công nghệ số đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuần thục, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, cũng như góp phần đưa các tiện ích số phổ biến trong cộng đồng. Hướng dẫn cài đặt máy cho bà con nhân dân để thuận tiện trong việc đi mua sắm cũng như làm các cái thủ tục hành chính, nó nhanh gọn hơn và thuận tiện hơn, mình không phải đi lại nhiều lần. Mục đích là để tạo có động lực, lại lan tỏa cái chuyển đổi số tới từng người dân, từng hộ gia đình, từng cá nhân, thì qua đó thúc đẩy chuyển đổi số của cái khu dân cư đó, cũng như tạo nên những cái công dân số để từ đó là tích hợp để thúc đẩy cái chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh việc nhân rộng các khu dân cư công nghệ số, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng tích cực triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số hướng đến người dân như thí điểm mô hình tuyến phố không dùng tiền mặt, chợ 4.0, bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực. Gọn gàng mà nhanh, tiện hơn cho cái người tiêu dùng khi mà họ dùng cái mã này. Mới đây, thành phố Đà Nẵng cũng đã chính thức đưa vào sử dụng nền tảng công dân số. Mỗi người dân có một QR code đại diện cho hồ sơ công dân số để sử dụng trong các giao dịch hàng ngày. Có thể nói, với phương châm chuyển đổi số hướng đến người dân, phục vụ cuộc sống sinh hoạt và làm việc hàng ngày của người dân, quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang diễn ra thuận lợi và đúng hướng. Thành phố tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở, qua đó góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.